Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu sang chuyện của IQ, được chưa? Và ngày hôm qua thì tôi nói với các anh chị, chúng ta khẳng định nếu không phát triển theo chiều sâu, tức là đẩy kinh tế trí thức vào, là đặc điểm xấu của ngày hôm qua trong môi trường hiện tại, mình thua. Đẩy công nghệ vào, đấy, sau đó chuyển cả một mô hình đất nước thành nhà nước kiến tạo. Mô hình đi học người ta rất cẩn thận, nhưng mà các biến không xây được. Cái giả sử có được mô hình hoàn chỉnh, thiết lập được bốn cái cục, bốn biến đầy đủ, nhưng đến khi cho nó vận hành thì vận hành không được, là vì chúng ta chết ở chiến lược. Bốn cái đó nó kết hợp thế nào thì nó mới ra được kết quả cuối cùng là đẩy GDP lên được, đè được dân tộc khác thì mình mới tiến lên được. Ngày hôm qua thằng Campuchia nó bảo tao thề với chúng mày, bằng lý luận là nói, thằng Hồng Đa nó đưa ra cái cố vấn cao cấp của đội bóng Campuchia, 10 năm nữa chắc chắn sẽ lụt Việt Nam. Bởi vì với tốc độ xây dựng đường sắt, xây dựng xã hội của nó, kể cả quốc phòng cho đến bóng đá, nó có nền tảng để nó tuyên bố câu đó. Vậy thì rõ ràng nếu mình không chạy về mặt mô hình, thứ hai là để cho mô hình nó biến thành cái hiện thực, để biến thành hiện thực thì nó phải có chiến lược, đó là tận dụng lợi thế cạnh tranh. Nếu năng lực của hai thằng bằng nhau thì tao năng lực của tao ngon hơn, nó có năng lực cốt lõi của nó, nhưng cốt lõi của mình vụt được thì mình ăn. Nhưng mà khi mà có năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh rồi thì anh kết hợp như thế nào thì lúc đó mô hình nó mới biến thành hiện thực. Nếu không là nó đè đúng nghĩa luôn. Và Việt Nam là đè Thái Lan một cách ngoạn mục, và Thái Lan hận lắm, nhưng trong cái hận này nó có cái sai của nó ở trong chiến lược xây dựng, mà cả dân tộc Thái bây giờ nó tôn cái Ai Tế Sắc lên như một ông vua. Bởi vì anh ta đã đổi cả sự nghiệp để lấy một chân lý: nếu mày không xây dựng bóng đá trẻ thì không thể tạo lợi thế cho nền bóng đá Thái Lan được. Mời về gãy đũa để làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển không vậy, chết cũng không phải. Các nhà và dân chúng Thái Lan nó giơ tay, kia thì sắp mà có làm sai, có thua lộn mề nó vẫn ủng hộ, nó thành thần tượng rồi. Nhưng bởi vì là cuộc đấu tranh về mục tiêu chiến lược và xây dựng chiến lược bóng đá Thái Lan không nghe nó, không chơi, thì các chị mới thấy nó cụ thể lắm. Vậy thì các chị xây dựng một mô hình cho công ty và tạo chiến lược cho công ty, bản chất nó rất khó, cho nên đừng có tưởng tượng nó dễ. Và nếu xây xong nó thất bại là chuyện rất bình thường, phạm nó là chuyện bình thường. Nếu nó dễ thằng nào giàu. Tôi nói cái ý đó để tôi rất là cực kỳ tệ hại. Các bạn cứ nhắn cho tôi học xong cái là mai em làm được liền, xong em thành công liền. Không có thể có cái chuyện đấy. Các bạn phải tu thành tinh thì các bạn thành công. Tôi nói lại nhé, hàng triệu giảng viên, tôi nói cấp thế giới thì tôi ngạo mạn quá, ít nhất tôi bó lại hình chữ S này, có thằng nào số 2 làm được như tôi? Tôi đừng nói nhé, tôi nếu tôi nói khiêm tốn tôi thủ tốc đầu nhé, tôi không nói cái đó nhé. Toàn bộ Đông Nam Á và châu Á khi nó nhảy vào năm học, tôi đứng đầu nhé, doanh thu lên đấy, tiền trả tôi theo ngày. Còn bọn kia một năm mới trả một lần vì có thằng học đâu. Tôi rất không muốn nói chuyện đó, nhưng tôi khẳng định được thì tôi mới nói. Vậy thì các anh chị ạ, để làm được nó chua lắm. Đằng này cứ học xong đòi làm ngay. Các bạn phải làm, thất bại, làm, chỉnh, làm. Thì nó mới ra được. Đằng này học hết một cái xong kéo đến chiến lược. Tức kinh khủng. Các bạn chỉ cần thêm một tí nhẫn nại thôi. Lồng thêm ý chí của mình vào. Mà tôi cũng phải lấy Bác Hồ ra liên tục, vì đó là thần tượng của tôi đúng nghĩa luôn. Còn về kỹ năng tác chiến, không ai qua được Võ Nguyên Giáp trong đầu tôi. Các anh em, thái độ của bác với ông Diệm ra sao? Bởi vì nhà bác ở đây thì cách một con sông, thì bên kia là nhà ông Diệm. Cái vùng đất nó sinh ra toàn anh hùng. Tôi từng trải đến mức ấy thì tôi mới dám dạy các anh chị chứ. Vậy thì các anh chị ạ, phải bỏ công ra, bỏ sức ra. Và khi các bạn đã vào cái thế trẻ tre thì các bạn mới tách được. Tóm lại, học từng từ đấy. Sau khi nhuyễn rồi thì bắt đầu ứng dụng từng việc. Đúng 10 rưỡi ngủ là ngủ,
mày vượt qua chính mày đi, tao mới tin mày. Còn tờ giấy nào thừa vứt ngay, tao mới tin mày. Luyện đến từng động tác đó. Lùng cùng với tôi là chết. Các bạn học văn hóa người Nhật, các bạn học văn hóa châu Âu, nó đuổi nhân viên tức thì luôn. Nhưng thì là mà đấy, bởi vì những cái đó nó cấu tạo nên sự thành công. Đằng này lè phè, có bao giờ tôi vào lớp với các chị? Một, ăn cắp giờ. Hai, đến sai giờ. Ba, mỗi lần cúp điện như hôm qua, các bạn thấy cái mặt tôi đau khổ thế nào? Tôi giả bộ à? Nó thành bản năng, đó là thành công. Cứ nói linh ta linh tinh, nhưng thì thầy nói thầy cũng phải nghĩ đến tình cảm. Tôi đã vào việc, tôi là thằng Dương hoàn toàn cả. Tôi đích cần lại thuộc ai cả. Cho nên cái thằng đàn ông nó đẹp nhất là ở trong lao động. Cho nên bức tranh, cái bức ảnh đạt giải quốc gia về ảnh, cái gì ạ, là nó chụp của năm 24, xin lỗi, của năm 20, là nó chụp một cái anh ở mỏ than Quảng Ninh đang cuốc cái mỏ than thế này. Cái vẻ đẹp nó lung linh, đàn ông nó chỉ đẹp trong lao động. Đằng này đi đẹp ở đi chiếc Hàn Quốc, bôi son chất phấn như mấy thằng eo eo. Cho nên Trung Quốc bây giờ nó phong sát cái lũ đó. Đàn ông có nhác nhác, đàn bà nó phải đi, vì nó hỏng hết cả xã hội, hỏng cả cái dàn con sau này. Các chị ạ, cho nên trong lao động nó toát lên cái vẻ đẹp. Và bức tranh giải nhì là chụp một anh gõ gì ở xưởng Ba Son, cái tàu nó to thế này. Cái anh ấy là lao động thủ công, cứ thế gõ cái cho cái gì nó bật ra để người ta sơn lại á. Ai người ta ca ngợi với cái thằng mặt giặc ấy, mấy thằng mặt chó ấy. Lao động nó tạo ra vẻ đẹp muôn thuở cho thằng đực. Cho nên là các anh chị ạ, Trung Quốc nó buộc phải can thiệp. Vẻ đẹp nó nằm ở đó chứ. Các bạn nhìn một thằng ốm nhách, xấu ơi là xấu ở công ty tôi, mà cái thằng này nó ngồi ở vi tính, nó lao động miệt mài, ai nhờ nó cũng giúp, mà nó làm cân mẫn. Năm con đàn bà đẹp như tiên lao thẳng và chết nó. Tôi cho là thằng ấy xứng đáng năm con cùng một lúc, cùng một lúc thích. Mà trong công ty hàng đống thằng to cáo đẹp dài thích mấy con đàn bà ấy, nó ngu à, nó bị hút bởi cái tự nhiên đó chứ chẳng dùng ý gì. Những cái vẻ đẹp của cái thằng nó lao động ngay trên cái máy ấy. Cái gì à? Cho nên cái nhận thức nó khác đi thì cái kẻ nó thích cũng khác đi, chứ không phải đây toàn xây dựng cái xã hội bản năng như con gà trống với con gà mái đấy. Vậy thì các anh chị à, khi mà các bạn đã có thì bạn có tất, vợ con nó sống mãi, nó mê đấy, con nó phục lăng, bạn bè nó nể, nó tin tưởng, khó khăn chưa cần khó nó nhảy nó giúp hết rồi. Còn khi các bạn đã mất ấy, không bao giờ mất một thứ, mất tất. Cho nên các bạn à, nó chỉ đẹp, chỉ tồn tại vĩnh hằng nếu các bạn lao động. Lao động là nguồn gốc của tất cả. Bạn cầm đồng tiền lên, bạn mới quý trọng đồng tiền. Bạn nhìn con vợ nó nấu bữa ăn, bạn mới thấu cảm với người ta được, mới thấy cái khốn nạn của cái việc nấu ăn ấy. Nó tỉ mệt tỉ mẩn, nhưng nó vẫn rất là vất vả. Xong bạn đưa vợ đi đẻ, bạn nhìn cái cảnh ấy, bạn ám ảnh suốt đời. Làm lúc bạn giả thiết nó chửi mình, nó ngồi mình vẫn chịu được, là bởi vì cái tình cảm đó, mình khi mình chứng kiến mình thấy kinh khủng quá, vĩ đại quá. Cho nên chừa đẻ là cửa mả, các cụ ngồi nói thế. Bắt đầu lên bàn đẻ thì bắt đầu cái cửa mổ mả nó mở rồi. Người ta hy sinh như vậy mà đối xử người ta không đúng vậy. Tại vì cậu không lao động thì không bao giờ cậu nhận ra những thứ đó. Chỉ ăn mà không muốn làm, đó là đặc sản của văn hóa. Mở mồm ra đi, ta làm nhà lắm như thế. Lương cao lắm. Xong lấy cái đó nó tự hào. Nghe xong thấy nỗi nhục, mà nó không biết nó nhục. Trường Doanh Nhân PR.